Xe đạp thể thao vin.com xin chào bạn. Trong video này, shop tiếp tục gửi những chiếc xe đạp cho các bạn trên toàn quốc để đến với shop sẽ mua xe đạp thể thao online. Vậy này, shop đang là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam. Các bạn trên toàn quốc khi đến với shop đều mua xe online rất là đơn giản và dễ dàng. Bởi vì shop đang bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe. Đây là những chiếc xe đạp touring có thương hiệu của La. Chiếc này là Touring Miva khung carbon rất đẳng cấp, chủ động shop cũng sẽ kiểm tra xe và review luôn. Nhiều dòng xe đạp đua của nhiều thương hiệu, đây là những chiếc xe đạp Peter Slipper đời 2020 đã nâng cấp lên Slipper Pro. Và với dòng xe Peter thì shop đang ở giá rẻ không lối thoát, các bạn đến với shop chỉ chọn màu, chọn size và xe sẽ chuyển đến tận nhà cho bạn. Và nhiều thương hiệu khác, nhiều mức giá, nhiều kích cỡ và nhiều màu sắc, bạn dễ dàng chọn lựa được chiếc xe đạp này. Và chiếc xe đạp đầu tiên là của anh Thanh Tâm ở Thanh Hóa. Bạn Thanh Tâm ở Thanh Hóa thì đã liên hệ với shop hỏi về mẫu xe đạp FCR22, liên hệ với shop để gửi mẫu xe này. Và sau đó anh muốn anh hỏi là muốn đặt xe thì như thế nào. Shop báo anh chỉ việc chọn màu và nhắn tên, địa chỉ để shop chốt đơn gửi hàng. Và 3 ngày sau anh Khánh Tâm nhắn tin cho shop mua chiếc xe đạp Lang FCR22 màu đen đỏ. Và cho thấy bây giờ mua xe đạp online rất nhanh chóng và thuận tiện. Xe sẽ được chuyển đến tận nhà quý khách, khách hàng kiểm tra chuẩn đúng như xe đã đặt rồi thanh toán, rất là ok, rất là đơn giản. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và đây là chiếc xe đạp FCR22 của anh Khánh Tâm ở Thanh Hóa. Bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp FCR22 này, có thể truy cập theo trang web xe đạp thể thao vin.com hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Shop đã làm review soi cận cảnh chi tiết rồi và nhân kiểm tra xe cho bạn Khánh Tâm ở Thanh Hóa thì shop cũng sẽ review sơ bộ cho bạn xem luôn. Xe FCR22 là một dòng xe đạp touring, xe đạp city bike, xe đạp thành phố, có thể vừa dùng để tập luyện thể thao, đi dạo, đi chơi, đi làm đều rất là ok. Xe thì thiết kế với full nhôm cao cấp cả nha, khung nhôm, càng nhôm, tay lái nhôm, cọc kim nhôm, đùi đĩa nhôm. Đây, đùi đĩa của hãng review bằng nhôm cả nha. Xe này thì sử dụng 3 đĩa và 7 nít, tức là 21 tốc độ. Vâng, tay đè số của hãng Shimano, một thương hiệu của Nhật Bản rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Xe này thì sử dụng cặp bánh 700 với vành nhôm 2 lớp, vành nhôm 2 lớp cao tới 4cm hơn, làm hòa bằng thép. Lốp thì sử dụng lốp 700x28, 700x28 của hãng Kenda, còn thương hiệu không. Xe thì sử dụng rút Shimano, tay đè số Shimano 307, gạt đĩa Shimano Today, gạt nít Shimano, xe rất là đẹp và chân luôn. Xe này thì có nhiều màu nhá, có 4 màu cơ, có đen đỏ, đen xanh, đen xanh lá và đen ghi. Xe rất đẹp và nhiều màu, bạn thích màu nào thì liên hệ với shop để chọn màu đó. Và còn đây là chiếc xe đạp Touring Miva của anh Trọng Nhân ở Hải Phòng. Anh mua chiếc xe này thì cực kỳ đẳng cấp luôn bạn nha. Khung carbon này, khung carbon mà chiếc xe đạp này giá rất là êm đó. Và đặc biệt chiếc xe đạp Miva này thì được tích hợp một cái công nghệ thông minh, tích hợp một công nghệ thông minh đây bạn nha. Đấy, cái bộ đây trong này nó sẽ có một bộ pin lithium, đây còn là những cái bộ lưu điện cho mình dùng này. Trên tay lái thì nó tích hợp một cái điều khiển kết nối với điện thoại để mình đàm thoại, rất là hay. Đó. Và trên này có bộ gọi là bộ nhận tín hiệu để kiểm soát, để báo cho bạn biết là bạn đang đạp với tốc độ bao nhiêu vòng đạp trên một phút, rất là hay luôn. Xe này thì khung carbon, lốp thì sử dụng lốp 700x35 bạn nhé. Đây là một chiếc xe đạp touring tuyệt đẹp luôn. Đó. Và bạn đang cần tìm mua xe, hãy đến với shop xe đạp thể thao vin.com, bạn dễ dàng chọn cho mình được chiếc xe đạp như ý.
Và bạn còn câu hỏi nào, thắc mắc, cần tư vấn về chiếc xe đạp nào thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Shop và số điện thoại 098 331 5936 để được tư vấn cũng như mua xe và nhận xe nhanh nhất. Và bạn đừng quên đăng ký kênh Xe Đạp Thể Thao Vip Chú Bò vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop luôn đăng tải những video mới giới thiệu đến những sản phẩm Shop đang bán trên thị trường. Và qua những video này, chắc chắn bạn sẽ tìm được chiếc xe đạp như ý, mua dễ dàng dù bạn ở bất cứ nơi đâu và nhận xe cực kỳ đơn giản dễ dàng. Còn bây giờ, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.